Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube PA Marketing, tiếng Anh là PA Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh. Hiện nay thì tôi là giảng viên đại học và là một chuyên gia về Digital Marketing. Chắc hẳn các bạn đã xem những cái kênh PA Marketing của tôi rồi, cũng như là rất nhiều các cái video trên kênh. Thì hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tự chạy quảng cáo Facebook phiên bản mới nhất vào tháng 2 năm 2024. Vâng, bây giờ thì năm dương lịch thì đã sang 2024 rồi, còn năm âm lịch thì vẫn còn ở trong năm. Và hôm nay thời tiết thì cũng Hà Nội cũng khá là lạnh, tôi mặc áo len như thế này đang ngồi ở văn phòng làm việc. Vâng, để chạy quảng cáo chiến dịch Facebook thì chắc là mọi người bây giờ cũng không còn lạ gì nữa. Có thể 10-12 năm trước thì các anh chị còn lạ, nhưng bây giờ thì nó quá là đơn giản rồi, đúng không? Thì video này thì tôi sẽ hướng dẫn vừa cơ bản vừa chuyên sâu một chút để các anh chị các bạn có thể là theo dõi cũng như là ứng dụng cho mình. Thế thì hiện nay thì năm 2024 rồi thì chúng ta có chạy quảng cáo được không? Và có bán được hàng không? Thì tôi khẳng định là vẫn chạy quảng cáo tốt, vẫn bán được hàng, vẫn chốt đơn ở mầm như bình thường. Đấy. Thế thì để chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị có tài khoản quảng cáo, có fanpage và có các cái nội dung quảng cáo, chương trình bán hàng, bài đăng hình ảnh video đường link, vân vân. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị ngân sách quảng cáo, các cái bước để chạy quảng cáo. Tôi sẽ hướng dẫn các cái quy trình các bước 1 2 3 4 ở trên nền tảng PC nhé, PC desktop. Còn các bạn cũng có thể sử dụng trên nền tảng mobile bằng cách là cài một số cái app như là Facebook hay là Business Suite hay là cái Meta Ads Manager, đều có thể hướng dẫn chạy quảng cáo trên bản mobile được. Đấy, thì trên kênh YouTube PA Marketing của tôi thì cũng có cái hướng dẫn đó. Tuy nhiên video này thì sẽ hướng dẫn trên nền tảng PC. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể hướng dẫn cho các bạn là đo lường quảng cáo và đánh giá một cái chiến dịch quảng cáo có hiệu quả hay không. Và cuối cùng là các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ email phananhonline@gmail.com hoặc là số điện thoại 0989 623 888. Vâng, 0989 623 888 của tôi. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ mở trình duyệt lên và chúng ta sẽ truy cập vào cái trình quản lý quảng cáo của chúng ta. Vâng, chúng ta mở lên. Thế thì khi mà chúng ta truy cập vào trình quản lý quảng cáo ở cái địa chỉ có tên là ads.manager ở đây, các bạn nhìn thấy nó là business.facebook.com hoặc là ads.manager.facebook.com đây ạ. ADS là viết tắt của chữ advertising, manager tức là quản lý, .facebook.com. Đấy. Thì đây chính là tiếng Việt nó gọi là trình quản lý quảng cáo của Facebook. Ngoài ra thì các anh chị và các bạn cũng có thể vào từ Facebook cá nhân, vào từ Facebook cá nhân và sau đó thì các anh chị nhìn vào menu bên trái, nhìn vào menu bên trái và anh chị sẽ tìm đến cái chỗ phần xem thêm và sau đó thì các anh chị sẽ chọn đến trình quản lý quảng cáo. Nó có cái hình như hình cột sóng, đó chính là Ads Manager hay còn gọi là trình quản lý quảng cáo. Ở đây thì tôi đã vào sẵn rồi. Và tôi đã vào sẵn các trình quản lý quảng cáo ở đây rồi. Và thì các bạn nhìn thấy cái tài khoản này trong năm thì cũng chạy rất là nhiều. Chạy rất là nhiều các chiến dịch liên tục. Đó. Thế thì để bắt đầu một chiến dịch quảng cáo thì chúng ta cần có tài khoản quảng cáo. Để có tài khoản quảng cáo thì chúng ta cần một cái tài khoản profile của Facebook, kết hợp với việc là chúng ta sẽ phải add thẻ hoặc là hình thức thanh toán bằng ví. Và thế thì chúng ta sẽ vào đâu? Đấy, chúng ta vào trình quản lý quảng cáo ở đây và sau đó chúng ta sẽ chọn đến phần lập hóa đơn thanh toán. Cái tài khoản mà tôi đang hướng dẫn cho các bạn là cái tài khoản mà nó đã có tài khoản quảng cáo rồi. Thế còn những cái tài khoản khác chưa có tài khoản quảng cáo thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ cài đặt thanh toán ở đây và các bạn sẽ thêm cái phương thức thanh toán vào. Đấy. Thì tài khoản quảng cáo của Facebook bây giờ thì khá là phổ biến, đấy là tài khoản quảng cáo trả trước.
trả trước, tức là mình phải nạp tiền vào cho Facebook, sau đó thì mình mới chạy được. Thế thì mình thêm phương thức thanh toán thì hiện nay ở Việt Nam đấy, đây có thể là dạng chạy quảng cáo mà không cần trả trước, kiểm soát mức chi tiêu đấy. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ cần phải thêm cái thông tin thanh toán này. Đấy, là ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Cụ thể ở đây là chấp nhận thẻ Visa hoặc thẻ Master. Thì các bạn có thể ra các ngân hàng, ví dụ như Vietcombank, Techcombank, hoặc là BIDV hoặc là MB Bank vân vân. Rất nhiều các ngân hàng nhé, tôi không nói là ngân hàng nào cụ thể. Các bạn làm thẻ Visa hoặc thẻ Master dạng debit hoặc credit đều được. Nếu mà các bạn làm được credit thì càng tốt. Các bạn có thẻ tín dụng thì như vậy càng dễ dàng cho việc thanh toán của mình. Tuy nhiên khi chạy quảng cáo để an toàn thì các bạn nên dùng thẻ debit thôi. Và các bạn cũng cần phải chuẩn bị nhiều tài khoản để mà khi mà nó từ chối hoặc nó vô hiệu cái tài khoản quảng cáo của mình thì mình sẽ có cái thẻ để mà mình thêm vào nó dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng ví điện tử Momo hoặc là ví điện tử VNPay. Đây là một trong hai cái phương thức thanh toán mà Facebook đã bổ sung tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể có tín dụng quảng cáo. Đấy, chúng ta nhìn thấy tín dụng quảng cáo ở đây tức là chúng ta có thể là nhập những cái mã hoặc là những cái phương thức thanh toán mà do Facebook cung cấp. Đó. Thế phổ biến nhất thì chúng ta vẫn dùng thẻ hoặc là dùng ví. Đấy. Thì ở đây với tôi hướng dẫn chẳng hạn như chúng ta dùng thẻ và sau đó chúng ta bấm tiếp tục. Tên trên thẻ là tên của chúng ta, ví dụ như Nguyễn Phan Anh viết không dấu. Số thẻ là 16 số của mặt trước. Trên cái thẻ nó có 16 số, nó có 4 số là 16 số. Chúng ta nhập MMII tức là man man year year tức là hai số cuối tháng đấy, và hai số cuối năm của cái thẻ đó là ngày hết hạn. Thí dụ nó sẽ dạng là 0625 tức là hết tháng 6 của ngày 2 năm 2025 đó. CVV ở đây là mã bảo mật. CVV là ba số cuối của cái mặt đằng sau của cái thẻ. Mặt đằng sau của cái thẻ, được chưa? Thế chúng ta nhập vào đây, chúng ta bấm tiếp thì hệ thống nó sẽ ghi nhận hoặc là cũng có thể từ chối. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng ví. Khá là phổ biến các bạn có thể sử dụng ví Momo. Ví Momo thì các bạn cài trên app của mình. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ bấm nạp tiền, đúng không? Một cái số tiền mà chúng ta muốn nạp để nạp trả trước, nạp trả trước. Thế đến đây thì nó sẽ có thể là nó sẽ đòi, vâng, đấy, nó sẽ đòi cái phần thông tin, ví dụ như là đây thông tin về đơn hàng này, chúng ta mua cái mã đơn hàng này, nó sinh ra một cái mã, đấy, và số tiền chúng ta muốn thanh toán. Thế sau đó thì chúng ta sẽ dùng điện thoại của chúng ta và chúng ta sẽ vào cái ví Momo của chúng ta, với điều kiện là các bạn phải có ví Momo nhé, nếu các bạn không có thì là chúng ta chịu thôi đấy. Thế sau đó thì chúng ta sẽ quét cái mã này, chúng ta thanh toán bằng điện thoại di động. Cái này thì chúng ta sẽ trả trước, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta nạp tiền vào đây hoặc là chúng ta trả trước thì chúng ta cũng nạp vừa phải thôi, chứ không phải là chúng ta sẽ nạp hết, nạp nhiều, bởi vì nó vẫn có hiện tượng là vô hiệu hóa tài khoản kể cả chúng ta đã nạp trước rồi. Có bạn nhắn tin cho tôi là thầy ơi bây giờ em bị vô hiệu hóa mà em có tiền nạp rồi thì làm thế nào? Thế thì một là chúng ta phải liên hệ với Facebook để họ trả lại, hai là chúng ta kháng cáo để tài khoản có thể mở rộng, mở lại được hoạt động bình thường. Với cái tài khoản này tôi đang sử dụng thì các bạn nhìn thấy ở đây là được thanh toán bằng một cái Visa đấy, và cũng làm loại thẻ, loại tài khoản là trả trước, tài khoản quảng cáo Facebook trả trước, tức là tôi phải nạp tiền vào trước sau đó thì mới chạy. Vâng, các bạn có thể để ý đây vẫn còn 2 triệu 6 là tiền đã nạp vào tài khoản này, và tôi tiếp tục chạy, tôi tiếp tục chạy đến khi hết thì Facebook nó sẽ báo cho tôi và lúc đó thì tôi lại nạp tiếp. Rồi, như vậy sau khi các bạn thêm được phương thức thanh toán thì chúng ta đã hình thành nên tài khoản quảng cáo, tài khoản quảng cáo. Và khi có tài khoản quảng cáo thì chúng ta cũng sẽ có để chạy quảng cáo được. Xin lưu ý thì các tài khoản quảng cáo tại Việt Nam hiện nay, Facebook hay Google hay TikTok thì đều phải nộp thuế cho chính phủ. Cho nên là chúng ta sẽ
phải nộp thuế cho chính phủ như bình thường các bạn nhé. Vâng, ok. Thế sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với tài khoản của chúng ta. Đấy, thì ở đây nó có các cái menu như là tổng quan về tài khoản, chiến dịch, báo cáo quảng cáo, đối tượng, lập hóa đơn, cài đặt tài khoản quảng cáo và tất cả công cụ khác. Đấy. Thế thì ví dụ như cài đặt tài khoản quảng cáo, tức là những cái thông tin các bạn muốn đặt vào đây, họ và tên, địa chỉ, rồi mã số thuế, vân vân. Rồi có thể là thêm những cái bên nào đấy vào đây, thêm người, add thêm người vào đây để họ chạy, vân vân. Rồi, thế còn nếu mà bây giờ bình thường thì chúng ta sẽ quay trở lại tài khoản quảng cáo ở địa chỉ là adsmanager.facebook.com. Đấy, và chúng ta sẽ bấm một nút tạo quảng cáo như thế này. Đấy, thì chúng ta có thể tạo được chiến dịch quảng cáo ngay, hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ đi vào xem cái danh sách các chiến dịch của nó. Đó, như thế này. Rồi, thì chúng ta nên lưu ý là để bắt đầu một chiến dịch quảng cáo nhé. Để bắt đầu một chiến dịch quảng cáo thì chúng ta sẽ bấm vào nút tạo, bấm vào nút tạo có màu xanh lá cây như thế này. Ok. Rồi, đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bước để chạy một cái chiến dịch quảng cáo trên Facebook trên cái giao diện mới nhất tháng 2 năm 2024. Và thì đầu tiên cái giao diện này các bạn nhìn thấy ở đây nó có chiến dịch mới này, nhóm và quảng cáo mới này, cách mua là đấu giá hoặc là đặt trước này. Đó. Thế thì ví dụ như là cách mua đấu giá, tức là chúng ta sẵn sàng trả giá cao để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Thế còn ví dụ cách mua là đặt trước thì ví dụ như là chúng ta đưa ra cái yêu cầu về đơn giá để chúng ta chạy. Thế thì chúng ta nhìn thấy nếu mà chúng ta chọn đặt trước ở đây thì các cái mục tiêu chiến dịch bắt đầu nó bị thu hẹp. Đấy. Ví dụ như là chúng ta chỉ chọn được mức độ nhận biết hoặc là lượt tương tác thôi. Đấy, chúng ta không chọn được tất cả. Vâng. Thế còn nếu mà chúng ta chọn đấu giá thì nó có rất nhiều các mục tiêu chiến dịch khác nhau, từ mức độ nhận biết, lưu lượng truy cập, lượt tương tác, khách hàng tiềm năng, quảng cáo ứng dụng và doanh số. Thế thì đến đây các bạn có thể hỏi tôi là ô thế thì bây giờ chọn cách mua nào? Vâng, thế thì theo tôi là các bạn có thể chọn cách mua đấu giá là phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường trên thế giới. Tức là chúng ta sẵn sàng trả nhiều tiền hơn và cạnh tranh với các cái đối thủ khác về giá trên hệ thống đấu giá của Facebook để đạt được cái kết quả của chúng ta. Tiếp theo đó là chúng ta phải chọn mục tiêu của chiến dịch. Chọn mục tiêu của chiến dịch thì chúng ta nhìn thấy có 2, 4, 6 cái mục tiêu lớn. Đây là 6 cái mục tiêu lớn chứ không phải nó chỉ có 6 cái mục tiêu như thế này. Và trong từng cái mục tiêu ấy thì chúng ta thấy là nó sẽ có các cái mục tiêu khác nhau bên trong để chúng ta nhìn thấy ạ. Ví dụ như mức độ nhận biết thì có số người tiếp cận, mức độ nhận biết thương hiệu, lượt xem video và mức độ nhận biết của vị trí về cửa hàng. Hoặc là lưu lượng, đúng không ạ? Lưu lượng thì có lượt click vào liên kết, lượt xem trang đích, Messenger và WhatsApp, cuộc gọi và lượt truy cập vào trang cá nhân Instagram. Đấy, nó có 5 cái danh mục con nữa. Đấy, lượt tương tác cũng tương tự như vậy, có 5 cái dục danh mục con. Khách hàng tìm kiếm cũng có 3 cái danh mục con, và quảng cáo ứng dụng cũng có 2 cái danh mục con, và doanh số thì cũng có 4 cái danh mục con. Như vậy nếu mà chúng ta tổ hợp lại 6 mục tiêu chiến dịch và các cái danh mục con ở đây thì có lẽ nó cũng lên đến khoảng đâu đó hơn 20 cái kiểu chạy quảng cáo, các chiến dịch và nhóm chiến dịch khác nhau. Đó, nó là sự tổ hợp đúng không? Mục tiêu là có 6, xong trong từng cái mục tiêu cụ thể thì lại có từ 4 cho đến 5 cái danh mục con. Ok, tôi sẽ giới thiệu tiếp từng phần. Đầu tiên là mức độ nhận biết. Mức độ nhận biết ở đây là gì? Tức là cái mục tiêu chiến dịch quảng cáo là chúng ta sẽ quảng cáo hiển thị nhiều nhất cái nội dung quảng cáo của chúng ta đến nhiều người nhất có thể. Và lúc này chúng ta mong muốn là có tiếp cận được nhiều người và bùng nổ về thương hiệu. Đấy, chứ còn mục tiêu của chúng ta không phải là để nhiều tin nhắn, nhiều comment, nhiều bình luận, nhiều đơn hàng nhá. Tất nhiên có thể là chạy mức độ nhận biết cũng ra được đơn hàng các bạn ạ, cũng ra được. Đấy, nhưng mà tôi đang muốn nhấn mạnh rằng là mục tiêu của nó là nhận biết. Thế thì khi nào chúng ta sẽ chọn cái mục tiêu này? Đấy, thì thứ nhất là khi mà chúng ta vừa mới lập fanpage, hay là chúng ta vừa mới chạy online, hay là chúng ta vừa mới mở cửa hàng, cửa hiệu.
Thí dụ như các bạn mới mở một quán cà phê hay mở một cửa hàng thời trang, hay là công ty của bạn vừa mới xây một cái nhà máy, bạn muốn phủ thị trường, bạn muốn xây dựng thương hiệu nhanh nhất có thể, thì cái mức độ nhận biết chính là một lựa chọn cho bạn. Đó. Thì lúc này là mình chạy hiển thị rất nhiều. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ khi mà tôi làm khai trương cho một cái cửa hàng bán iPhone ở trên Vĩnh Phúc, thì tôi đã chạy rất nhiều các chiến dịch. Trong đó có một chiến dịch là tôi chạy nhận biết phủ rất là nhiều. Cả cái tỉnh Vĩnh Phúc đấy, người ta phải biết đến cái thương hiệu này. Ai cũng phải nhìn thấy, người ta chưa cần mua. Bởi vì mục tiêu của tôi là người ta phải biết đã. Đấy. Sau đó tôi phải có một cái lộ trình chạy. Tuần thứ 4 trước khai trương, tuần thứ 3 trước khai trương, tuần thứ 2 trước khai trương, tuần thứ nhất trước khai trương. Thì mỗi một cái tuần đấy tôi sẽ có từ 2 đến 3 chiến dịch khác nhau với các mục tiêu khác nhau. Đấy, chiến lược chạy của tôi là như vậy. Chứ không phải là tôi chỉ chạy mỗi nhận biết thôi, hay là tôi chỉ chạy mỗi lưu lượng thôi, hay là tôi chỉ chạy mỗi lượt tương tác thôi. Các bạn có thể có nhiều cái chiến dịch trong cùng một thời điểm. Và phải trả lời cho câu hỏi là mục tiêu của bạn là gì. Nếu mà mục tiêu là bán hàng thì các bạn sẽ chạy lưu lượng truy cập. Nếu mà bạn chạy bán hàng trên web, bạn có thể chạy lượt tương tác và chọn nhắn tin. Nếu mà bạn muốn chốt đơn trên fanpage rất là dễ. Đó. Rồi. Thế thì khi mà các bạn chạy mức độ nhận biết thì các bạn có thể chạy hiển thị hình ảnh hoặc là chạy hiển thị video. Các bạn chọn một cái video có nội dung rất là hấp dẫn để các bạn chạy. Mục đích là để xây dựng thương hiệu rất là nhiều. Còn thứ hai là lưu lượng truy cập. Tiếng Anh nó gọi là traffic, web traffic. Tức là tăng cái lượt truy cập vào website. Tăng cái lượt truy cập vào website hoặc là một cái đường link hoặc là một cái trang đích. Thí dụ như bây giờ tôi muốn các bạn đưa khách hàng vào trang chủ của tôi, trang pammarketing.vn, thì tôi có thể chạy chiến dịch là lưu lượng truy cập. Hoặc là các bạn có gian hàng trên Shopee, các bạn có gian hàng thương mại điện tử trên trang web của chính mình, một cái trang đích nào các bạn muốn đưa đến thì các bạn chọn cái chiến dịch này. Tiếp theo đấy là phần lượt tương tác. Thì cái phần này là gần như có thể nói là phổ biến nhất với các nhà quảng cáo hiện nay. Phổ biến nhất, tức là chúng ta muốn chạy là gì ạ? Lượt xem video hoặc là lượt tương tác với bài viết, bấm like, bình luận hoặc là nhắn tin. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể chạy chuyển đổi hoặc là chạy cuộc gọi. Ở đây thì phổ biến nhất là chúng ta chạy Messenger trên Facebook. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chạy tin nhắn trên Instagram hoặc là WhatsApp. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì gần như mọi người sẽ không dùng WhatsApp nhiều. Nên là chúng ta sẽ sử dụng chạy Messenger trên Facebook hoặc là chạy Instagram. Instagram là một cái nền tảng thuộc Facebook quản lý và được Facebook mua lại. Thì các bạn bán thời trang này hoặc là các bạn bán những cái phụ kiện thời trang, hàng hiệu, thì Instagram cũng là một kênh rất là tốt để các bạn thử. Tất nhiên nó sẽ không xô bồ vào nhiều lượng người dùng như Facebook, không xô bồ nhá. Vâng, thì tôi sẽ có một cái video sau này tôi sẽ hướng dẫn là chạy quảng cáo trên nền tảng Instagram riêng biệt cho các bạn. Thì cái hình thức chạy lượt tương tác này có thể nói là phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và hầu như thì mọi người sẽ chạy dạng nhắn tin dạng hình ảnh hoặc là nhắn tin dạng video. Và khi chạy nhắn tin như này thì nó có rất nhiều tin nhắn. Nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm đấy là có nhiều tin nhắn giả, nhiều tin nhắn ảo. Tức là nhiều khi họ nhấp vào cái video họ chưa kịp xem thì nó ra cái tin nhắn rỗng. Tức là họ chỉ muốn xem cái video thôi, chứ họ không phải là họ đã để lại tin nhắn mua hàng. Các bạn nhé. Vâng. Tiếp theo là khách hàng tiềm năng. Thì cái dạng thức, cái mục tiêu chiến dịch này chạy là nó sẽ trả về cho chúng ta những cái mẫu phản hồi tức thì dạng canvas hoặc là messenger trên tin nhắn của Facebook hoặc là cuộc gọi trên WhatsApp đó. Hoặc là nó sẽ ra một cái biểu mẫu, nó sẽ ra một cái biểu mẫu thì chúng ta điền thông tin vào đấy thì khách hàng sẽ gọi đến. Thế thì với cái mục tiêu chiến dịch là khách hàng tiềm năng thì sản phẩm gì hay là đối tượng nào, hình thức nào thì chúng ta nên sử dụng? Thì xin thưa với các anh chị và các bạn rằng là thí dụ như chúng ta chạy quảng cáo mà bán những cái sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta không thể chốt đơn hàng ngay lập tức, không thể chốt đơn hàng ngay lập tức. Có nghĩa là gì? Thí dụ như là chúng ta bán xe hơi, chúng ta bán bất động sản, hoặc là chúng ta bán những cái sản phẩm có giá trị cao, chúng ta cần phải tư vấn thì chúng ta nên thử cái chạy cái khách hàng tiềm năng này. Nó sẽ điền thông tin vào
và sau đó thì chúng ta sẽ chủ động liên hệ với khách hàng. Vâng, tiếp theo đó là quảng cáo ứng dụng. Thế thì cái quảng cáo này ở trên Facebook ấy, thế khi mà chúng ta lướt trên Facebook đúng không? À, khi mà chúng ta lướt trên Facebook thì chúng ta sẽ có thể là nhìn thấy cái quảng cáo, và khi chúng ta bấm vào cái quảng cáo đấy thì nó sẽ chạy về một cái app. Đấy, các bạn hay gọi tiếng Anh là app, viết tắt của chữ application, tiếng Việt tức là ứng dụng. Thì chúng ta sẽ cài một cái ứng dụng gì đó, chẳng hạn như là một cái ứng dụng về nghe nhạc, ứng dụng về tập gym, hay là ứng dụng về quản lý tài chính, hay là một ứng dụng banking của một ngân hàng nào đó. À, trên các cái ứng dụng này mà chúng ta chạy, chúng ta là một công ty viết phần mềm games hoặc là gì gì đấy, thì chúng ta sẽ chạy cái dạng này rất đặc thù nhá, dành riêng cho việc là chạy quảng cáo ứng dụng trên nền tảng của mobile. Ok, tiếp theo là về doanh số. Thế thì chúng ta cũng có thể chạy lượt chuyển đổi doanh số theo danh mục và Instagram, WhatsApp của gọi. Tức là mục tiêu của chiến dịch này là muốn tăng doanh số. Đấy, tăng doanh số thì có một cái là đấy là chạy chuyển đổi. Chạy chuyển đổi là ở trên web. Vâng, ở trên web của chúng ta là phải gắn cái mã pixel, mã theo dõi. Để làm gì? Để từ đó là chúng ta có thể là theo dõi được cái đơn hàng này ở trên cái nền tảng của chúng ta. Đó. Thế thì ở đây các bạn có thể hiểu là có rất nhiều các cái mục tiêu về chạy quảng cáo. Thì tôi đang hướng dẫn cho các bạn các cái mục tiêu cơ bản. Và sau đây thì cái thời lượng của video nó có hạn, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bước để chạy một cái chiến dịch quảng cáo lượt tương tác, và cụ thể là lượt tương tác chạy tin nhắn. Thế còn những hình thức khác thì nó sẽ tương tự, và các bạn có thể vọc và trải nghiệm thêm. Thế thì ở đây chúng ta chọn mục tiêu chiến dịch là lượt tương tác, được chưa? Và chúng ta bấm tiếp. Đó. Vâng. Thế thì ở đây thì chúng ta có thể chọn cách thiết lập, đúng không? Là các mục cài đặt được đề xuất, hoặc là chiến dịch lượt tương tác thủ công. Cái này được đề xuất thì ở đây có nghĩa là hầu như các cái phần liên quan đến nhắm chọn thì chúng ta sẽ để cho Facebook nhắm chọn hết. Ví dụ như là đối tượng là advantage cộng, hoặc là vị trí quảng cáo cũng là advantage cộng, thì hầu như là Facebook nó sẽ làm hết cho chúng ta. Nó sẽ tự gọi là AI, hay là cái máy học của nó sẽ tự là tìm đến đối tượng phù hợp, tìm đến cái vị trí quảng cáo phù hợp, và nó hiển thị cho chúng ta. Thì có lẽ tôi nghĩ là đây là một cái hình thức rất là hay và nhàn dành cho các nhà quảng cáo, và các bạn cũng nên chọn hình thức này nhé. Nên chọn hình thức này, tức là gần như chúng ta không cần phải nhắm chọn, không cần phải làm gì nữa cả. Phần chính là chúng ta chọn sản phẩm tốt, sản phẩm có khả năng bán hàng và có khả năng chốt đơn tốt, thí dụ như thời trang, giá tốt này, chất liệu tốt, thương hiệu tốt. Đấy, và biên độ lợi nhuận đủ tốt để chúng ta có thể chốt đơn. Đấy, thí dụ như là một cái áo sơ mi bây giờ mà khoảng độ 500-700 nghìn thì người ta cũng rất là dễ mua, nhưng trong khi đó chi phí sản xuất nó chỉ rơi vào khoảng 120 nghìn. Chi phí sản xuất 150 nghìn là nhiều lắm rồi, là hàng đẹp lắm rồi. Thế thì nó nhân lên khoảng 4 lần, 4 lần thì nó vẫn còn rất nhiều tiền, đúng không? Thì nó chạy quảng cáo thì nó ship, nó free ship này nọ, là nó tính hết, nó vẫn còn được khoảng 100-200 nghìn tiền lãi dòng. Và mỗi một ngày bạn có thể bán được càng 100 đơn hàng. Ý tôi là như vậy, là chúng ta không phải đau đầu về việc nhắm chọn quảng cáo như thế nào, thì chúng ta chọn cái là các cái mục cài đặt được đề xuất. Các mục cài đặt được đề xuất. Đấy, đây là dễ nhất nhá. Thế còn ví dụ như đây chúng ta chọn thủ công, tức là từng cái mục đấy chúng ta phải tự chọn, tự tối ưu, và chúng ta hiểu biết sâu hơn về nó. Trong vai trò video hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là chạy thủ công. Thế còn ngon nhất là các bạn chạy các mục cài đặt được đề xuất, và tiếng Anh nó gọi là Advantage Plus, tức là nâng cao cộng. Nó dịch ra tiếng Việt là nâng cao cộng, nghe hơi buồn cười. Vâng. Đấy. Thế thì chúng ta có thể xem tất cả các cái chiến dịch được cài đặt sẵn đây. Lượt tương tác này, đấu giá này, tên này, đối tượng Advantage cộng này, vị trí Advantage cộng này, nội dung Advantage cộng này. Chẳng phải làm gì cả, Facebook nó làm hết cho mình.
rất là nhàn đầu đúng không? Thế còn ở đây nếu mà chúng ta chọn thủ công này, chúng ta đặt tên bất kỳ ra. Đấy, đặt tên ví dụ như là Facebook PA Marketing. Đấy, ví dụ thế. Chọn hạng mục thì chúng ta đã chọn rồi. Ở đây là các cái hạng mục quảng cáo đặc biệt. Nếu như chúng ta chọn bốn cái hạng mục này, tín dụng này, việc làm, nhà ở hoặc là các vấn đề chính trị, xã hội thì chúng ta phải chọn. Còn nếu mà bán quần áo, bán điện thoại, bán nội thất, bán thực phẩm, ok, bỏ qua, không phải chọn nhé. Các hạng mục quảng cáo đặc biệt có nghĩa là nếu chúng ta rơi vào một trong bốn cái mục này thì chúng ta chọn. Ví dụ như bạn chạy quảng cáo về thẻ tín dụng hay khoản vay thì bạn tích vào đây. Bạn chọn quảng cáo việc làm, bạn tích vào đây. Bạn chọn quảng cáo nhà ở, bạn tích vào đây. Còn không thôi bỏ qua luôn. Ok. Tiếp tục thử nghiệm A trên B. Thử nghiệm A trên B tức là để nó là một cái tính năng để Facebook có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu quả quảng cáo. Và nó sẽ so sánh cái mẫu quảng cáo A, tức là mẫu số 1 nó gọi là A, so với cái mẫu số 2 là B, xem cái mẫu nào tốt hơn, hiệu quả hơn thì nó sẽ tối ưu vị trí, tối ưu quảng cáo và tối ưu ngân sách cho chúng ta. Đấy, thì chúng ta có thể bật đây, bật lên. Đấy, hoặc là chúng ta không bật. Đấy, tương tự như thế thì ngân sách Advantage Plus cũng tương tự là chúng ta có thể bật cái ngân sách Advantage Plus này, hoặc là chúng ta cũng có thể tắt cái ngân sách Advantage Plus này. Đấy, nếu mà chúng ta để bật chế độ ngân sách Advantage Plus thì quảng cáo nó chia thành hai nhóm và cái số tiền nó chia làm đôi. Sau đó thì chiến dịch A nó tốt hơn, cái nhóm chiến dịch A tốt hơn, cái chiến dịch B tốt hơn hay cái nhóm chiến dịch B tốt hơn thì nó sẽ tăng giảm ngân sách để cho có lợi nhất cho nhà quảng cáo, có lợi nhất cho quảng cáo. Thế thì trong mọi trường hợp như tôi nói là nếu mọi người lười hoặc là mọi người không muốn làm hoặc là mọi người chưa quá hiểu sâu thì hãy chọn tất cả những cái gì là Advantage Plus hay là Advantage cộng. Đây là cái hình thức quảng cáo nâng cao tự động của Facebook. Nó sẽ giúp mình tối ưu, mình không phải làm gì nhiều, không phải nhắm chọn gì nhiều. Ok. Vâng. Tiếp tục ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến tập tên nhóm quảng cáo đúng không? Tên bất kỳ, ví dụ như là mình chạy thời trang đi đúng không? Thời trang PA thì ví dụ thế. Vị trí chuyển đổi của lượt chuyển đổi là gì? Thế thì ở đây là mình chạy tương tác đúng không? Mình đang nói là mình chạy tương tác. Thế thì mình chạy tương tác ở đây là mình muốn chuyển đổi đến cái gì? Đấy, thằng Facebook nó cho mình chọn là chuyển đổi đến cái gì? Thế thì cụ thể ở đây là mình sẽ phải chọn đến là ứng dụng tin nhắn, tức là Messenger. Bởi vì là mục tiêu mình muốn có nhiều tin nhắn nhá. Thế còn mà nó tương tác trên bài viết comment nhiều ấy, inbox comment ấy, thì mình chọn vào đây là trên quảng cáo của bạn. Đấy, nếu mà mình muốn là người ta gọi WhatsApp cho mình hoặc gọi số di động cho mình thì mình chọn cuộc gọi. Muốn truy cập vào web thì mình chọn trang web. Muốn vào ứng dụng thì mình chọn ứng dụng. Và muốn tăng like cho fanpage thì chọn trang fanpage. Đấy là phần lượt chuyển đổi. Trong cái phần mục tiêu là tương tác, nó rất là nhiều đúng không? Rồi, thế thì nói lại này, mình muốn tăng tin nhắn thì chọn cái này. Mình muốn tăng like fanpage thì chọn cái này. Mình muốn có nhiều bình luận hoặc nhắn tin thì là cái này. Thì bây giờ các bạn bảo là cái nào tốt hơn thì xin thưa là cũng không có nào tốt hơn tốt kém cả. Phải trả lời cho câu hỏi là mục tiêu quảng cáo là gì, chiến dịch quảng cáo là gì, ngân sách quảng cáo như thế nào, sản phẩm là gì. Đấy, sản phẩm của mình đang ở giai đoạn là xâm nhập thị trường hay là đang ở giai đoạn là tăng trưởng hay là đang giai đoạn là bão hòa. Đấy, rồi chương trình bán hàng của mình có hấp dẫn hay không, vân vân. Thì nếu mà các bạn không biết những cái điều này thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi tư vấn và trợ giúp cho các bạn, đúng không? Trong trường hợp này bây giờ tôi sẽ chọn ứng dụng tin nhắn. Rồi, loại quảng cáo đây, nhấp để nhắn tin hoặc đưa tài trợ, đúng không? Thì mình chọn nhấp để nhắn tin. Đó. Tiếp theo là mình chọn đến cái trang Facebook mà mình muốn chạy. Đấy, thực tế thì mình có rất nhiều trang. Đấy, có thể mình có 10 trang, 20 trang fanpage mình quản lý. Đấy, thì mình chọn đến cái trang Facebook mà mình muốn chạy. Mình có thể chạy cả 10 trang được nhá, nhưng mà cái chiến dịch này là chạy cho cái trang số 1, trang số 2, trang quần áo hay trang giày dép hay là trang nước hoa hay trang mỹ phẩm. Thậm chí một doanh nghiệp họ có thể có 5, 7, thậm chí 10 trang. Ok. Rồi, chúng ta muốn ứng dụng tin nhắn vào đâu? Thí dụ như là vào Messenger hay là vào Instagram hay là vào WhatsApp.
Đấy, thì chúng ta có thể kết nối tài khoản Instagram nếu chúng ta có, hoặc là WhatsApp chúng ta có. Đấy, còn thông thường thì ở đây chúng ta chỉ cần về Messenger của Facebook thôi thì chúng ta có mặc định rồi. Đấy, nhá. Rồi, tiếp theo là mục tiêu của hiệu quả. Thì cái mục tiêu của hiệu quả ở đây là chúng ta sẽ với một cái số tiền chúng ta bỏ ra mà là gần như đấu thầu đấy, thì chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu cái tin nhắn đó. Đấy. Thí dụ như là ở đây người ta gọi là CPA, CPA là cost per action, tức là chi phí cho một lượt nhấp vào đây để mất bao nhiêu tiền. Đấy. Và nó nói rằng là ở Mỹ thì nó khoảng $5 cho một cái CPA như vậy. Ở Việt Nam thì giá thầu của một tin nhắn thì vẫn còn rẻ hơn, nó khoảng 10.000, 15, 20.000, 30.000 tùy vào cái sản phẩm, tùy vào cái giá cả, tùy vào cái thương hiệu và tùy vào cái tính thời điểm của khách hàng, của sản phẩm, của thị trường. Ví dụ như bây giờ nó đang giáp Tết rồi thì mình bán quần áo rất là tốt, bán đồ ăn rất là tốt, bán quà, bán rượu rất là tốt. Thế nhưng mà thời điểm này mà các bạn mà chạy B2B tìm nhà đại lý, tìm nhà phân phối thì nó ít tin nhắn hơn. Đấy, thì lúc đấy là giá thầu nó bị cao, đúng không? Rồi, mục tiêu là mình chọn là tối đa hóa số lượt trò chuyện. Đấy, tức là nhiều tin nhắn nhất. Tối đa hóa số lượt click và liên kết thì không cần, bởi vì mình chạy tin nhắn mà. Rồi xong nhá. Đấy, giá thầu, hạn mức của giá thầu ở đây là mức tối đa. Vâng, mức tối đa nếu mình đặt, còn không đặt thì mình bỏ qua. Đó. Thời điểm tính phí ở đây là chỉnh, là hiển thị, nó không cho mình chọn cái khác. Đấy, tiếp theo là về phân phối, là tiêu chuẩn, nó cũng không cho mình chọn. Tức là mình có thể phân phối tăng tốc chứ không nhất thiết là phải phân phối chuẩn. Đấy. Tiếp theo là phần ngân sách và lịch chạy. Ngân sách ở đây tức là số tiền mình sẽ chi quảng cáo cho Facebook. Và thông thường thì khi mà các khách hàng hoặc học viên mà gọi điện cho tôi hỏi, hay nhắn tin Zalo tôi hỏi là thầy ơi em chạy ngân sách bao nhiêu như thế nào đấy, thì tôi sẽ quan tâm đến phần ngân sách này. Tôi luôn hỏi là bao nhiêu tiền một ngày, hoặc là bao nhiêu tiền hoặc một tháng, hoặc là cái chiến dịch này mình sẽ chạy trong bao nhiêu lâu và bao nhiêu tiền. Bởi vì Facebook nó luôn tính tiền theo ngày, luôn tính tiền theo ngày nhá. 100.000, 200.000, 500.000, 1 triệu, 2 triệu. Thế thì bạn chạy 10 triệu, 20 triệu thì một tài khoản quảng cáo có ăn được không? Thì hiện nay một tài khoản quảng cáo khó có thể tiêu được số tiền ngân sách lớn, trừ khi tài khoản quảng cáo đó là phải tài khoản rất là uy tín, lâu và chạy ngân sách lớn, không vi phạm chính sách, hoặc là dạng tài khoản quảng cáo được cho thuê. Đấy. Thế còn tài khoản quảng cáo mới và tài khoản quảng cáo bình thường thì cái hạn mức chi tiêu của nó rất là thấp. Bởi vì ở Việt Nam nó có một cái hiện tượng đấy là chạy bùng chạy lậu quảng cáo rất nhiều, cho nên Facebook bây giờ nó quản lý rất là chặt, rất là chặt. Nó không cho chúng ta tăng ngân sách một cách dễ dàng hay là hạn mức một cách dễ dàng đâu ạ. Rồi, thế thì tiếp theo cái phần ngân sách này thì chúng ta sẽ chi bao nhiêu tiền đây? Chi bao nhiêu tiền, thứ nhất là phụ thuộc vào mục tiêu của chiến dịch, thứ hai là khả năng tài chính của chủ doanh nghiệp, của người chạy, thứ ba là khả năng chuyển đổi của sản phẩm, thứ tư là cái mức độ đầu tư, thứ năm là cái giai đoạn mà các bạn đang làm, nó là giai đoạn xâm nhập, giai đoạn nuôi thị trường, hay giai đoạn bão hòa, hay giai đoạn đi xuống. Đấy. Và đặc biệt là chúng ta phải đo lường chiến dịch quảng cáo hàng ngày, hàng tuần, liên tục nhé. Đo hàng ngày luôn, đo hàng tuần, để chúng ta biết là cái tỷ lệ chuyển đổi, cái khả năng chốt đơn nó có cao hay không. Đấy. Nếu như mà nó cao thì cái việc mà các bạn tăng ngân sách hay chạy ngân sách nhiều không có vấn đề gì. Càng chạy nhiều, càng ra nhiều số điện thoại, tỷ lệ chốt cao, ổn định càng tốt, càng giúp chúng ta nhanh kiếm được nhiều tiền hơn, thay vì là chúng ta cứ ngồi chúng ta đợi kiếm lâu. Thế thì ở đây chúng ta chạy bao nhiêu tiền? Thế thì ở đây tùy các bạn nhé. Các bạn có thể bắt đầu khởi điểm với một cái ngân sách thấp, chẳng hạn như 100.000, chúng ta thử nghiệm, hoặc là 200.000 tùy chúng ta. Đấy. À, Facebook thì chúng ta chạy quảng cáo mức thấp nhất là khoảng $1 một ngày. $1 tiền Việt bây giờ khoảng 25.000. Đấy, thì các bạn có thể chạy 25.000 một ngày. Nhưng mà TikTok mà chạy trên nền PC như thế này thì phải 200.000, và Zalo cũng phải chạy 200.000. Nhưng mà riêng Facebook thì lại chạy có $1 thôi. À, khá là dễ chịu. Vâng.
Chúng ta sẽ chọn ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trọn đời. Hàng ngày là cứ mỗi một ngày nó sẽ trừ hết. Trọn đời là chúng ta đặt ví dụ như 2 triệu cho 10 ngày gọi là trọn đời. Hay là chúng ta chạy 1 triệu tư cho 2 tuần, tức là 14 ngày. Đấy, thì nó chia bình quân ra là 200 nghìn một ngày hoặc 100 nghìn một ngày. Hoặc là chúng ta chạy 10 triệu cho 10 ngày, tức là mỗi ngày 1 triệu. Ok, thì đấy là gọi là chọn ngân sách trọn đời. Còn ngân sách hàng ngày là mình đặt 10 triệu, nhưng mỗi ngày mình chỉ tiêu có 1 triệu và mình sẽ chọn 1 triệu vào đây. Thế thì hai cái này khác gì nhau? Nó chỉ là vấn đề về cách quản lý thôi. Đúng không? Đấy, lịch chạy và ngày bắt đầu đây. Đấy, các bạn thấy rằng hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2024. Đấy, cái video này tôi nói là từ tháng 2 năm 2024 là như vậy. Đấy, rất là mới và dành thời gian công sức dành cho các anh chị và các bạn. Ok, các bạn có thể đặt ngày kết thúc. Đặt ngày kết thúc thế nào? Cái chiến dịch đấy nó sẽ tự động tắt. Ví dụ bạn đặt 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Đấy, tùy, đây là lựa chọn thôi. Đấy, các bạn có thể hỏi là có đặt hay không, thì theo tôi cũng không cần đặt. Bởi vì nếu như chiến dịch quảng cáo mà nó không hiệu quả thì chúng ta phải tắt ngay. Còn nó hiệu quả mà nó lại kết thúc thì rất là lãng phí. Đấy, còn nếu mà các bạn nhiều việc quá hoặc là các bạn lơ đễnh thì các bạn nên đặt. Các bạn nên đặt nhá. Rồi, tiếp tục đúng không? Lên lịch thay đổi ngân sách. Các bạn có thể dùng thử tính năng lên lịch điều chỉnh ngân sách này, có nghĩa là gì? Ngân sách nó có thể tăng thêm đấy, cái tính năng này mới này, có thể tăng thêm ngân sách một khoản tiền nào đó, ví dụ như là 5 triệu, 3 triệu đúng không? 100, 200 hoặc là tăng theo phần trăm. Tức là nếu như chiến dịch nó hiệu quả thì nó sẽ tự động lấy ngân sách nó tăng cho mình. Đấy, bằng cái số tiền mà ở trong thẻ hoặc là ở nạp dư nợ đã có. Đó, thí dụ nha, nói như này dễ hiểu này. Mình chạy 1 triệu một ngày và mình cho phép Facebook tăng lên khoảng 300 nghìn một ngày nữa. Như vậy một ngày nó sẽ tăng lên 1 triệu 3 nếu mà chiến dịch đấy nó hiệu quả. Đấy, còn đôi khi này nó cứ tăng nhưng mà nó cũng không hiệu quả thì mình cũng không biết được. Đấy, nhiều khi là mình cũng rất là ngẫu nhiên. Nhưng đây là một tính năng cũng khá là thú vị mà các bạn nên thử. Hoặc là các bạn có thể nhân chiến dịch, nhân nhóm chiến dịch. Nhưng đây cũng là một giải pháp tăng ngân sách tốt mà không làm tăng quá nhiều về về giá thầu. Ok. Rồi, tiếp tục là lựa chọn kiểm soát đối tượng. Đối tượng ở đây chắc là người xem quảng cáo. Đấy, nam hay nữ, dùng iPhone như thế nào, sở thích như thế nào vân vân. Đấy. Thì khi chúng ta lướt quảng cáo ở đây, chúng ta nhìn thấy đó, chúng ta nhìn thấy quảng cáo thì cái như cái tài khoản của tôi người ta gọi là một đối tượng đúng không? Đối tượng này thì mình có thể chọn vị trí địa lý này, bao gồm là các nước ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Các bạn có thể chạy sang Mỹ, sang Âu, sang Nhật, sang Hàn vân vân. Đấy, thì các bạn có thể chạy bán sang thị trường nước ngoài, bán lẻ hoặc là tìm đối tác vân vân đều được. Nếu mà các anh chị là doanh nghiệp mà muốn chạy quảng cáo ra thị trường nước ngoài trên các nền tảng như Facebook hay là Google hay YouTube hay LinkedIn hay Twitter, hay bây giờ gọi là X đấy, Twitter gọi là X, hoặc là rất nhiều những cái nền tảng khác nữa, thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp, được chưa? Nhiều lắm, nó có nhiều nền tảng lắm. Vâng. Đấy, thế còn ở thị trường Việt Nam thì đây chúng ta thấy là nó mặc định. Bạn muốn chạy sang Mỹ, ok. Bạn muốn chạy sang Nhật, ok. Bạn muốn chạy sang Đài Loan, ok. Rất nhiều người Việt Nam chúng ta đang ngồi Việt Nam bán hàng ra thị trường thế giới và kiếm tiền cực kỳ tốt. Rồi, thế tại thị trường Việt Nam thì chúng ta có thể chọn các tỉnh, một tỉnh hoặc nhiều tỉnh. Thí dụ như tôi ở Hà Nội, tôi sẽ chọn Hà Nội. Đó. Đó. Hoặc là tôi viết liền như thế này. Đó, Hà Nội. Thế khi mà tôi chọn Hà Nội như này có nghĩa là về mặt địa lý là đang chọn chạy quảng cáo tại Hà Nội. Thế thì nếu mà bạn ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang hay là ở Hà Nam gì đó đúng không, thì bạn có thể không nhìn thấy quảng cáo này. Đấy, thì đây là giới hạn về địa lý. Chẳng hạn như là tôi có một cái salon tóc ở Hà Nội thì tôi cũng chạy ở Bắc Ninh, Bắc Giang làm gì, tôi chạy ở Hưng Yên, Hà Nam làm gì, đúng không? Thế nhưng mà tôi có một cái bệnh viện thì tôi lại có thể là chạy ở Hà Nội và rất nhiều tỉnh xung quanh để bà con cô bác là lên cái viện của tôi khám. Hay là tôi bán quần áo, tôi bán quần áo đúng không, thì tôi có thể chạy ra cả nước để tôi ship hàng đi, tôi ship hàng đi. Đấy, thì chạy ở tỉnh nào thì trả lời cho câu hỏi là cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình là ai và như thế nào. Ok. Đấy, thì cái phụ thuộc vào đối tượng của mình nhá.
thì mình muốn thêm đâu nữa, ví dụ như là Bắc Giang này, tôi nói thí dụ thôi đó, Hà Nam này. Rồi thế cái số km này là gì? Thế là đây là cái số km mở rộng. Đấy, thì mình có thể chọn là bao nhiêu km đó, hoặc là mình chọn chỉ thành phố hiện tại. Đấy. Thế thì riêng ở Hà Nội bây giờ tôi không muốn chạy cả Hà Nội, mà tôi lại chỉ muốn là chạy ở một cái vùng nào đấy, bởi vì cái salon tóc của tôi bây giờ chạy cả Hà Nội nó cũng nhiều quá. Đấy. Thế thì bây giờ tôi có một cái salon tóc ví dụ thôi, đúng không? Hay là một cái nhà trẻ mầm non ở phố Cửa Nam. Đấy. Thế thì lúc này tôi phải làm gì? Tôi phải chọn đến phố Cửa Nam, tôi thả ghim vào đây. Đấy. Thả ghim chính là chạy quảng cáo theo bán kính hẹp. Lúc đó tôi sẽ chọn khoảng 5 km thôi. À, thì lúc này là bán kính tại Cửa Nam 5 km. À, nó sẽ không chạy sang Bắc Từ Liêm, nó sẽ không chạy sang Nam Từ Liêm, nó không chạy sang Hà Đông, mà nó chỉ chạy trong cái bán kính như thế này. Thì cái địa lý nó sẽ thu hẹp, và cái sự lãng phí về quảng cáo, đối tượng nó sẽ chính xác hơn, sự lãng phí về quảng cáo nó sẽ ít đi. Tất nhiên nhược điểm của nó là nó sẽ không tiếp cận được nhiều người hơn, và giá thầu cũng như là khả năng chuyển đổi nó sẽ có những vấn đề thay đổi. Nhưng đây là yêu cầu của khách hàng, của nhà quảng cáo nhé. Các bạn có bất kỳ yêu cầu nào thì Facebook hoặc là tôi đều có thể đáp ứng được cho các bạn về mặt công nghệ. Rồi, thì mình có thể chọn nhiều cái ghim như vậy ở Hà Nội, chọn nhiều cái ghim như vậy ở tỉnh, thoải mái đi. Đấy, tiếp tục là về đối tượng. Đấy, đối tượng thì ở đây mình có thể chọn Advantage Plus thì nó sẽ tự động. Thế còn nếu mà không chọn đối tượng tự động thì đây mình sẽ chọn là tuổi, đúng không? Đấy, tuổi như thế nào? Tuổi min, tuổi max, tuổi thấp nhất, tuổi cao nhất của khách hàng. Hoặc là ở đây chúng ta cũng có thể có những cái đối tượng tùy chỉnh. Đấy, đối tượng tùy chỉnh tạo từ tệp hoặc là từ website ra. Thì cái đối tượng tùy chỉnh là cái gì? Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể là tạo ra cái tệp khách hàng cố định theo yêu cầu mong muốn của chúng ta để chúng ta chạy lại cái tệp đó. Giới tính, chúng ta chọn giới tính nam hoặc nữ hoặc cả hai. Thí dụ bán đồ nam thì chọn giới tính nam, bán đồ nữ chọn giới tính nữ. Đấy, rồi thì bán nước hoa unisex thì chọn cả nam lẫn nữ, đúng không? Bán iPhone thì chọn cả nam lẫn nữ. Đấy, thế nhưng mà bán đồ bơi nữ thì phải chọn nữ thôi, bán mỹ phẩm thì phải chọn nữ thôi. Ok, đây là giới tính của khách hàng mục tiêu. Đấy, tiếp tục là nhắm mục tiêu chi tiết. Nhắc lại này, nếu như mà chúng ta để chế độ Advantage Plus thì chúng ta không cần chọn những cái phía bên dưới này. Còn chúng ta chọn thủ công thì chúng ta mới chọn. Trong phần lướt xem này nó có nhân khẩu, sở thích, hành vi. Đấy, trong phần nhân khẩu này nó cũng hàng trăm cái loại khác nhau, trình độ học vấn, đấy, khả năng tài chính, sự kiện trong đời. Đấy, sự kiện trong đời ví dụ như là tình trạng kết hôn, lễ kỷ niệm, ngày sinh, tháng sinh, đó, cha mẹ có con hay không, con bao nhiêu tuổi, các cái mối quan hệ của Facebook ví dụ như đã kết hôn hay chưa kết hôn hay là độc thân, công việc, các cái nhóm công việc như thế nào, các công ty, chức danh, công ty thành lập, doanh thu của công ty, rồi các cái ngành nghề của công ty rất là chi tiết, đúng không? Nhân viên B2B lớn, nhân viên B2B nhỏ, quy mô công ty, quân đội cực kỳ chi tiết, hoặc là chức danh giám đốc hoặc là phó giám đốc đấy. Rồi các sở thích, cực kỳ nhiều sở thích. Sở thích ở đây mình có thể chọn bằng tiếng Việt. Thí dụ như là mình bán thời trang này, mình có thể chọn sở thích váy vóc, quần áo, nước hoa, mỹ phẩm, du lịch, xem phim, đấy, và đặc biệt là selfie sống ảo. Đấy, thì mình có thể chọn rất nhiều các sở thích ở đây. Đó. Tiếp tục là về hành vi. Thì trong phần hành vi này nó có là Digital Activity Themes, tức là các cái hành vi về sáng tạo nội dung. Đấy. Rồi thì hành vi về du lịch, thường xuyên đi du lịch trong nước, thường xuyên đi du lịch quốc tế. Đúng không? Các hoạt động số, chủ sở hữu doanh nghiệp mới hoạt động, doanh nghiệp đã hoạt động lâu, rồi quản lý các trang fanpage của Facebook, các loại trang fanpage nói chung, trang bán lẻ, rồi các trang ngành nghề, rồi hệ điều hành mà đang lướt Facebook, ví dụ như tôi đang dùng MacBook này,
Đấy, thì các bạn có thể chọn Mac OS X này này. Thì các bạn chọn đến đây thì chọn những người mà đang lướt Facebook bằng máy tính MacBook. Rất là hay. Trò chơi ở trên mạng, thanh toán ở trên Facebook. Đấy, người dùng công nghệ mới. Đấy, người dùng sử dụng Facebook Live là những cái gói Facebook nhẹ dành cho những cái điện thoại cũ. Đấy, chơi game. Đấy, quản trị viên cửa hàng. Đấy, vân vân. Trình duyệt, chúng ta duyệt bằng trình duyệt gì? Chrome hay Firefox? Ví dụ như tôi đang sử dụng Chrome. Đấy. Tất cả cái này chúng ta đều chọn được, nhưng mà cái ý nghĩa của nó với marketing, ý nghĩa của nó với việc làm cho khách hàng chuyển đổi thành đơn hàng thì nó mới khó. Và chúng ta khi chọn ấy, chúng ta phải kết hợp giữa cả nhân khẩu, sở thích, hành vi. Và chọn thì cũng chọn ít thôi. Quảng cáo của Facebook giờ nó rất là thông minh nên là chọn ít thôi. Đấy, về phần hành vi, tiếp tục lại có là gì ạ? Sử dụng các cái thiết bị như thế nào? Đấy, thiết bị mới hay là thiết bị đã lâu? Đấy, iPhone 14 này. Đấy, chúng ta có thể nhắm được khách hàng đang sử dụng iPhone 14 thì cũng rất là chất lượng, đúng không? Đấy, thường là bây giờ nó 15 là người ta cũng mua chưa mua nhiều. Thì chạy đến cái người mà sử dụng iPhone 4, 14 này thì rất là ngon, bởi vì là những người này thường là có thu nhập tốt hơn cả. Đấy, tốt hơn cả nhá. Bán cái gì mà đắt tiền thì chọn cho tôi cái này. Đấy, muốn dễ bán nhất thì chọn cái này, thiết bị iPhone 14. Đấy, thí dụ như tôi mua quần áo đúng không? Thế tôi dùng iPhone 14 thì tôi ra quyết định mua dễ hơn dùng iPhone 10 là chắc rồi. Chắc cái điều này mọi người không phản đối với tôi. Đấy, hành vi đã mua hàng hay chưa? Đấy, các hạng mục khác, phát triển API, ngoại kiều, tức là người Việt Nam sống ở đâu đó gọi là ngoại kiều, ngày kỷ niệm. Đấy, ngày kỷ niệm thì có thể bán tour du lịch, bán resort, phòng khách sạn, bán nhà hàng, bán một cái gói gì đó, đúng không? Đấy, người dùng thiết bị di động, đấy, có kết nối mạng hay không? Đấy, sử dụng máy thông điện thoại, máy tính bảng, đấy, theo hệ điều hành Apple hay Windows hay Android. Ở Việt Nam thì hầu như là chỉ có iOS với lại Android thôi. Đấy, tiếp tục là có thể theo từng cái thương hiệu như thế này. Mình có thể chọn chính xác từng cái model 8X, đúng không? Nhưng mà các cái model cao hơn X là 11, 12, 13 thì không có. Nó mới tìm được cái thằng 14 thôi, cũng rất là hay nha. Thì các bạn chọn cho tôi cái thằng 14, còn nếu không thì cứ bỏ qua hết, tức là chọn tất. Thời gian sử dụng thiết bị di động này, thời gian sử dụng càng lâu thì nó càng là người thật. Ví dụ như trên 25 tháng thì nó người thật, máy thì nó thường là cái tài khoản mới. Đấy, nó không có được cái điều kiện này. Thì chọn như thế này để loại trừ đi robot rồi phone farm nhiều. Ok. Thì trong phần nhắm mục tiêu chi tiết thì chúng ta phải hiểu là chúng ta nhắm vào đối tượng nào và khách hàng của chúng ta là ai, thì chúng ta phải vẽ chân dung. Vẽ chân dung khách hàng từ tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, thói quen, hành vi. Rồi thì khi nào họ mua hàng, họ mua vì những lý do gì, giá cả hay là giao vận hay chất liệu hay vân vân. Đấy, đối tượng họ là ai thì mình từ đó mình mới đi vào nhắm chọn. Thế sau đó mình có thể chạy rộng, mình có thể chạy Advantage Plus, mình có thể chạy hẹp, mình có thể chạy theo sở thích, mình có thể chạy theo hành vi, thành nhiều chiến dịch cùng một lúc để mình đo lường, đánh giá và mình xem là cái nào thì hiệu quả. Ok, rồi. Về tương tự, về vị trí quảng cáo cũng như vậy. Nếu các bạn chọn vị trí quảng cáo Advantage Plus thì nó sẽ tự hiển thị đến các vị trí phù hợp cho mình. Đấy. Thế còn nếu mà mình không chọn vị trí quảng cáo Advantage Plus, đấy, thì chúng ta cũng có thể chỉnh sửa. Đấy, ví dụ đây là danh mục mở rộng, danh mục trung bình, danh mục giới hạn này. Đấy, rồi thì danh sách chặn này, chúng ta cũng có thể tạo cái danh sách chặn những cái từ khóa có liên quan này. Đấy. Nhóm quảng cáo này đang dùng vị trí quảng cáo Advantage. Thế thì ở đây là nó do là cái nhóm này mình đang đặt như vậy. Thế còn nếu mình không đặt, đúng không? Mình không đặt cái vị trí quảng cáo đấy, mình sửa bên trên, mình quay lên mình sửa. Đấy, thì lúc đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ có thể chọn được các vị trí hiển thị. Đấy, mình sẽ chọn được mà mình xóa bớt đi. Đấy, mình thì hiện nay Facebook có khoảng 22 cái vị trí hiển thị quảng cáo, rất là nhiều. Rất là nhiều nhá.
thì mình tắt bớt các vị trí hiển thị không phù hợp đi. Tiếp đến, rồi dùng các cài đặt được đề xuất, đúng không? Ví dụ như là đây mình có thể xem tiếp. Đây này, đối tượng Advantage, vị trí Advantage này. Đấy. Thế thì nếu mà mình dùng như thế thì dùng, còn không thì mình sửa vào đây. Đặt tên quảng cáo này. Cái hệ thống quảng cáo của nó, chiến dịch của nó sẽ gồm là chiến dịch, nhóm và tên. Thì xong ba cái mục này là xong chiến dịch quảng cáo. Quảng cáo hợp tác, chạy quảng cáo cùng người sáng tạo nội dung, thương hiệu và doanh nghiệp. Những quảng cáo này sẽ hiển thị danh tính của cả hai bên trong phần tiêu đề. Thế cái này cũng là một cái tính năng rất là mới. Cái này mình cũng là một cái tính năng rất mới. Ví dụ như là chẳng hạn tôi là một cái nhà sáng tạo nội dung trên Reels hoặc là trên Watch của Facebook, thì như vậy bạn có thể nhập cái mã vào đây. Đấy, cái mã quảng cáo. Cái này tính năng này cũng phải nói là rất là mới của Facebook năm nay. Đấy, nó sẽ hiển thị quảng cáo như thế này. Ví dụ tên fanpage của bạn, và thí dụ như fanpage của bạn là thời trang PA, đúng không? Và Phan Anh. Đấy, thế là corporate, hợp tác cùng với những cái ngôi sao nổi tiếng. Đây cũng là một cái tính năng rất là mới của Facebook. Thế còn hiệu quả đến đâu thì tôi cũng chưa dám khẳng định nha, chúng ta có thể thử. Rồi tiếp tục. Thế chúng ta chưa dùng thì chúng ta phải tắt nó đi, đúng không? Thế còn chúng ta dùng thì chúng ta bật nó lên. Đây, bắt đầu là chọn danh tính thứ hai đây. Thì mình bắt đầu mình cũng chọn đến cái page của người này người kia, mình kết hợp vào. Đấy, đưa ID của trang vào. Rất là hay. Chúng ta thử nhá. Đây là một tính năng khá thú vị, có thể kéo. Ví dụ như là hợp tác với thầy Phan Anh chẳng hạn. Đấy, mọi người biết là thầy Phan Anh ví dụ rất là nổi tiếng về marketing, về bán hàng. Thế mình hợp tác như vậy thì khi mà như vậy đối tác người ta nhìn thấy, người ta sẽ thấy rất là uy tín. Còn không thì chúng ta tắt đi, chúng ta làm bình thường. Đấy. Fanpage chúng ta chọn rồi. Instagram thì chúng ta kết nối hoặc không kết nối. Cái phần này bên trước đã có rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta thiết lập quảng cáo bằng cách là tạo quảng cáo mới, hoặc là sử dụng bài viết có sẵn, hoặc là dùng mẫu mô phỏng trên Creative Hub. Thì đây là ba cách để chúng ta tạo ra cái format, tức là cái định dạng của quảng cáo. Thường dễ nhất là các bạn nên sử dụng bài viết có sẵn. Sử dụng bài viết có sẵn tức là mình qua fanpage của mình, mình đăng bài lên là mình chạy cái bài đó. Đó nha. Thế thì bài viết có sẵn ở đây, ví dụ như các bạn nhìn thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, đây mặt tôi luôn, đúng không? Chắc để hai cái mặt đây nhìn thấy giống nhau. Đấy. Thì tôi làm media, tôi làm lên kịch bản, tôi quay video cho khách hàng. Đấy, sau đó tôi chạy quảng cáo luôn. Đấy, tôi chạy quảng cáo luôn. Đấy, content, đúng không? Như thế nào đấy? Sau đó chúng tôi viết nội dung ở đây. Đấy, và kèm theo một cái video như thế này. Cái ý tưởng này thì nó xuất phát từ cái khi tôi đến kho hàng của khách hàng, thì tôi thấy cái kho này rất là lớn, và trên ở cái kho này nó có cái xe đẩy. Thế là tôi mới bảo là hai cô mẫu này thôi thuê về để nói. Thế tôi bảo là thôi bây giờ đẩy xe cho anh. Đấy, nên là mình bắt đầu mình đi, mình nói, mình làm, nó cũng lạ một chút. Và dựa vào cái tên, một cái bài hát đẩy xe bò. Đấy, muốn ăn cơm trắng với giò thì lên đây mà đẩy xe bò với anh. Đấy, thế là tôi quay một cái video này trong vòng 2 phút. Đấy, rất là nhanh và đơn giản, chạy quảng cáo. Đấy, các bạn nhớ nó phải chạy quảng cáo thì mới có nhiều bình luận như thế này. Đấy, và cái này cũng mới chạy hôm ngày 11 tháng 1 thôi. Năm 2024. Và cũng ra rất là nhiều tin nhắn. Và lúc cao điểm nhất giá thầu nó chỉ khoảng tầm 10, 11, 12.000 một tin nhắn. Sau đó thì nó bắt đầu tăng dần, thì bây giờ nó khoảng 25-30.000 tin nhắn. Cái chuyện 25-30.000 thì nó cũng rất là bình thường, bởi vì đây là người ta tìm đại lý, tìm nhà phân phối chứ không phải bán lẻ. Thì cái nội dung như thế này, nội dung như này các bạn phải chuẩn bị, có thể là bài viết, có thể là hình ảnh như thế này, có thể là video. Đấy, được chưa? Thì các bạn chạy những cái bài viết. Thế sau đó thì các bạn vào đây. Đấy, các bạn vào đây
và các bạn chọn đến cái bài viết có sẵn ở trên fanpage rồi. Đấy, bây giờ ví dụ như là đây, mình vào đây mình chọn bài viết này, mình tìm đến cái page đấy. Đấy, mình muốn chạy cái bài nào. Đấy, mình muốn chọn cái bài nào. Đấy, thế thì ví dụ thôi mình muốn đấy, cái bài này. Đấy, thì mình chọn đấy, thì nó sẽ đẩy vào đây. Đấy, nó sẽ đẩy vào đây. Đấy, và nội dung Advantage Plus nó sẽ tự động tối ưu. Thế còn nó tự động tối ưu như thế nào thì là do nó, hệ thống máy học, learning machine nó sẽ học, AI nó sẽ học, còn tôi cũng không biết nha. Còn bài này thì chắc chắn là mình đã phải đăng rồi. Bài đăng như thế nào để hấp dẫn thì chúng ta phải học về content. Đấy, các bạn cần quay video, các bạn cần làm hình ảnh, lên ý tưởng kịch bản vân vân và chạy quảng cáo, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn và trợ giúp. Đấy, chúng tôi là người làm video luôn, chạy quảng cáo trực tiếp luôn, rất là hiệu quả. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ chọn lời kêu gọi là gửi tin nhắn. Đấy, nó sẽ gửi tin nhắn ở chỗ này. Đấy, lướt vào đây phát nó bấm vào cái ra tin nhắn. Đấy, bắt đầu chat thì mình bắt đầu đặt một cái thiết lập tin nhắn chat. Thế tùy vào sản phẩm và dịch vụ thì có cái thì mình chốt, có cái thì mình lấy số điện thoại, có cái thì mình tư vấn, có cái thì mình trò chuyện, có cái thì mình chuyển sang Zalo mình chăm tùy mình nhé. Thì mình thiết lập lời chào và mình có người ngồi trực để trả lời, để tư vấn. À, nhưng mà tư vấn là phải nhanh, chính xác, thông minh. À, và kèm theo tất cả, ví dụ mình bán quần áo thì mình phải quay phim, chụp ảnh cái sản phẩm này, mặt trước, mặt trong, mặt trái, mặt ngoài, chất liệu ra làm sao, rồi kích thước vân vân, mình phải chuẩn bị sẵn. Khách hỏi chỉ được bấm cầm điện thoại bấm hoặc là dùng máy tính bấm để mà có hiệu quả. Đó. Sau đó thì mình có thể đặt chế độ chat tự động nếu muốn, hoặc là sử dụng ứng dụng của đối tác, nhưng mà thường thì tôi nghĩ là chỉ cần một cái lời tin nhắn tự động cơ bản thôi. Thế sau đó thì hệ thống của mình sẽ nhắn tin và sử dụng thêm các phần mềm quản lý fanpage như là Pancake hay là các phần mềm nhắn tin khác, hoặc là sử dụng thêm cả chatbot để mình hỗ trợ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người. Rồi, thế đến đây thì mình bắt đầu để ý đến cái phần quảng cáo này. Cái hình ảnh của nó làm sao nó phải đẹp, bắt mắt, thông điệp nó phải hấp dẫn, thu hút. Bắt đầu là mình chạy. Đây, ví dụ như cái bài này. Đấy. Hot on hot đúng không? Rồi bắt đầu có một số những cái icon hợp lý. Thông điệp thì rất là mạnh, 6 năm thương hiệu này, tổng kho này, 4.000 mét này, kho hàng lên tới 40 tỷ tiền hàng ABC này. Và video thì rất là thú vị. Đấy, cũng tương tự như vậy đúng không? Tương tự như vậy thì có rất nhiều những cái hình ảnh và video khác. Đấy, thế thì cũng là cái video nhưng mà cái này chạy nó lại không hiệu quả bằng. Đấy, thế thì tùy. Đấy, cái này cũng là video nhưng mà nó lại không hiệu quả bằng, ví dụ thế. Cái này là hình ảnh. Đấy, mình chạy thì nội dung nó rất là quan trọng, bởi vì nội dung nó chiếm một cái tỷ trọng cực kỳ quan trọng cho hiệu quả của quảng cáo nha. Rồi, sản phẩm nữa, tính thời điểm nữa. Đến đây thì các bạn bấm vào nút đăng. Đăng thì quảng cáo sẽ bắt đầu được phê duyệt và chạy. Thì quảng cáo của Facebook có thể là không được phê duyệt hoặc là từ chối, và cũng có thể là không được chạy. Đó. Thế thì ở đấy là tôi đang làm nháp cho các bạn. Vâng, tôi đang làm nháp cho các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ xóa cái chiến dịch này đi. Thế sau đó thì giả sử đặt chiến dịch xong rồi thì các bạn sẽ vào đây. Các bạn đã xem thông tin để chiến dịch. Ví dụ như là số tiền đã chi tiêu hết 203.000 thật luôn. Và chúng ta thu được 12 tin nhắn. Thì chia bình quân ra, chia 203.000 chia cho 12.000 thì được khoảng 17.000 một tin. 17.000 một tin. Thế thì ví dụ như tỷ lệ chốt là 20% thì 17.000 một tin nhắn nhân lên 5 lần thì nó mới hết là khoảng độ 5735 là hết mới 85.000 một đơn. Với tỷ lệ chốt là 20%. Thế 85.000, giả sử đây tôi sản xuất một cái áo hết 120.000 đúng không? Tôi bán lên 400.000. Đấy, thì tôi mất thêm 100.000 tiền quảng cáo nữa. Thì tôi vẫn còn gần 200.000 để mà tôi có lời, sau đó tôi cho ship, cho đổi, cho trả tiền lương nhân viên vân vân. Thế thì vấn đề ở đây các bạn cần phải hiểu là giá thầu là bao nhiêu. Thì các bạn lấy tổng số tiền đã chi tiêu chia cho tổng số tương tác hoặc tin nhắn đã nhận được ra giá thầu. Giá thầu này thì các bạn phải
so sánh và đo lường với tỷ lệ chốt đơn nữa. Tỷ lệ chốt càng cao và khả năng chốt đơn càng cao, không bị hoàn hủy, không bị bom đơn thì bắt đầu là bạn mới có lãi. Và bạn phải tính được cái doanh số có lãi đấy thì bạn mới cân được cái ngân sách quảng cáo. Và bạn trong cái cấu trúc về giá khi bạn đặt một cái sản phẩm, cái áo, cái quần hay cái điện thoại hay là một cái sản phẩm gì đó, đấy, trước mặt tôi có gì tôi cầm. Đấy, thí dụ như là tôi sản xuất hết 100.000 nhưng mà tôi bán lên 300.000 mà chi phí quảng cáo của tôi là hết 100.000 thì tôi vẫn còn 100.000, tôi vẫn chơi được. Thế nhưng mà tôi sản xuất ra hết 200.000, tôi bán lên 300.000 mà chi phí quảng cáo của tôi là 120.000 thì tôi lỗ rồi, tôi không thể chơi được. Cho nên là quảng cáo của Facebook hay TikTok hay là YouTube hay là Google hay bất kỳ một nền tảng nào thì nó đều dựa trên những nguyên tắc như vậy. Thì chúng ta phải đo lường được cái hiệu quả và đo lường được cái tỷ lệ chuyển đổi. Ok nhá. Vâng. Và nếu mà các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan đến quảng cáo, liên quan đến tư vấn về digital marketing thì quảng cáo Facebook nói riêng và các nền tảng khác, học chạy quảng cáo hay là tư vấn hay là chạy thuê cho các bạn, thì các bạn có thể liên hệ với tôi là địa chỉ Facebook là Phan Anh và số điện thoại là 0989 623 888. Và đây là Facebook của tôi, Nguyễn Phan Anh đây ạ, công ty PA Marketing. Và tôi thì có công ty PA Marketing và làm giảng viên. Đấy, làm giảng viên, cũng làm doanh nghiệp riêng, cũng làm tư vấn. Đây, đi gặp khách hàng, tư vấn cho khách hàng rất nhiều, đi chốt đơn các sản phẩm. Đấy, kinh nghiệm rất thực chiến. Ok. Đây, làm cả quảng cáo cho khách hàng đây. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn và xin chúc các anh chị và các bạn một năm mới kinh doanh hiệu quả, và rất hy vọng có thể hợp tác với các anh chị và các bạn thành công. Xin chào.